Người đàn ông này đang mở nắp cống, hai tay hấp thụ điện năng 10.000 V. Cảnh sát đến ngăn cản, anh ta vung tay, làm ngã tất cả cảnh sát xuống đất. Đó chính là nhân vật chính người Điện Black của chúng ta hôm nay. Trong cuộc sống, anh ấy là một nhân viên không được sếp coi trọng, không có người thân và bạn bè, không có ai để ý. Người duy nhất ủng hộ anh ấy sống tiếp chính là thần tượng Spider-Man của anh ấy. Spider-Man đã cứu anh ấy, và sau đó còn nói tôi cần anh. Điều này khiến cuộc sống bình dị của Black trở nên tràn đầy hy vọng. Hôm đó là ngày sinh nhật của Black. Mặc dù một mình đón sinh nhật, nhưng anh ấy vẫn tự chuẩn bị cho mình một chiếc bánh gato. Mặc dù không có người chúc mừng, nhưng anh ấy vẫn nhớ đến câu nói của Spider-Man nói với mình là tôi cần bạn. Trên mặt nở nụ cười. Ở công ty bị sếp chế giễu, anh ấy chọn cách âm thầm chịu đựng. Nhưng khi sếp chế giễu Spider-Man, anh ấy liền lập tức phản kháng lại, để giải thích cho Spider-Man. Đồng thời cũng bị sếp trả thù, bị tăng ca xuống sửa chữa mạch điện. Anh ấy đi đến phòng máy và tìm kiếm, tìm thấy một cái cáp bị hỏng. Chuyện này đối với Black là chuyện nhỏ, vài ba lần đã sửa xong. Khi nó được lắp lại vào cáp, bất ngờ lại xảy ra dòng điện 10.000 V. Ngay lập tức anh ấy bị điện giật, nắm lấy dây cáp và anh ấy bị rơi xuống chỗ đường điện đột biến. Điện cơ cộng với dòng điện đột biến, Black không lâu sau đã bất động. Khi Black tỉnh lại, thì đã ở trong nhà xác, toàn thân đầy tia điện sáng, còn có thể khống chế các vật. Điều này khiến Black rất sợ, và vớ lấy mảnh vải mặc vào rồi lao ra đường. Các mạch điện nơi anh ấy đi qua đều bị hỏng. Nhìn thấy ánh đèn sáng ở phía xa, anh ấy mở nắp cống, hai tay với nguồn điện 10.000 V. Lúc này, cảnh sát phát hiện ra anh ấy, ra hiệu anh ấy không được làm loạn. Black sợ hãi vô thức lùi lại. Trùng hợp có một chiếc xe đi qua, Black theo bản năng dùng tay ngăn cản, chiếc xe liền bị lật xuống đất. Lúc này, cảnh sát lập tức đến hiện trường, ném một vài quả bom khói vào anh ấy, để ngăn chặn anh ấy. Black hoảng loạn vung tay, vì lực quá mạnh đã làm lật cả người và ô tô xuống đất. Vô số viên đạn bắn vào anh ấy, Black cảm thấy rất oan ức, anh ấy không muốn làm hại bất kỳ ai. Lúc này, Spider-Man đến kịp, ngăn chặn cảnh sát bắn súng, và nói chuyện với Black. Lúc này Black đã bình tĩnh trở lại. Đồng thời lúc này, một tay súng đã tấn công Black khiến anh tức giận. Anh ấy vung tay lên làm rơi hết tất cả biển quảng cáo xuống, lập tức rơi ngay vào cảnh sát ở bên dưới. Spider-Man đã kịp thời ra tay cứu cảnh sát. Điều này khiến người xem sôi sục, hô to tên của Spider-Man, đồng thời còn mắng Black là một tên quái vật, khiến Black vô cùng nổi giận. Anh ấy vốn dĩ không muốn làm hại bất kỳ ai, vì nuốt cơn giận, đến cuối cùng cũng không được hiểu và thành như thế này. Anh ấy đem toàn bộ sự tức giận trút lên Spider-Man. Hai người đối chiến với nhau. Trải qua một trận đấu, Black đã bị đánh mạnh vào tấm biển quảng cáo. Lúc này Black quá tức giận rồi, anh ấy nhặt dây cáp và cắm vào ngực mình để tự sạc điện. Thành phố ngay lập tức biến thành màu đen. Một lúc sau, tất cả các tòa nhà bắt đầu bị sụp đổ. Anh ấy bắt đầu tấn công mọi người. Mọi người xung quanh bỏ chạy. Lúc này, Spider-Man dùng súng nước bắn anh ta ngã xuống đất. Lúc này Black đã không còn sức để đứng lên nữa. Như vậy, Black đã bị bắt, trở thành con chuột bạch trong phòng thí nghiệm của công ty, thành mẫu nghiên cứu thí nghiệm. Cảm thấy dằn vặt và hối hận, hôm đó, một người thanh niên đi vào phòng thí nghiệm, muốn cứu anh ấy đi. Người trẻ tuổi này chính là ông tổng công ty. Hóa ra sau khi cha của cậu ấy qua đời, cậu ấy đã thừa kế sự nghiệp của cha mình và trở thành ông tổng. Nhưng các cổ đông không chịu, nên đã đuổi cậu ấy ra khỏi công ty. Cậu ấy vì muốn báo thù, nên đã lẻn vào phòng thí nghiệm để nhờ Black giúp đỡ. Lúc đầu Black đã từ bỏ sự phản kháng trong tuyệt vọng, nhưng vì câu nói tôi cần ông đã kích động Black. Vào phút cuối, cậu ấy đã dùng dùi cui điện để nạp điện cho Black. Người điện đã lập tức thức tỉnh và giết tất cả mọi người. Hai người đến phòng làm việc để giải quyết mấy người cổ đông. Người điện bắt đầu phá hủy lưới điện của thành phố, sau khi biết tin Spider-Man lại dùng súng nước để đối phó với Black. Nhưng bây giờ người điện đã hoàn toàn thức tỉnh, nước bây giờ cũng không thể xâm nhập vào cơ thể của anh ta. Vì vậy hai người bắt đầu đánh nhau, khó phân thắng bại. Bây giờ sức mạnh của người điện rất mạnh, có thể lập tức lóe lên, còn có thể lóe ra ánh sáng từ miệng. Sau mấy vòng, người nhện cuối cùng không đánh lại nổi nữa, đã bị người điện làm cho không cử động được tay chân. Lúc này, cô gái Vanger lái xe đến và hất văng người điện ra ngoài. Người nhện mới được giải thoát, anh ấy yêu cầu phòng điều khiển kỹ thuật chờ thời cơ thích hợp để khởi động lại nguồn điện. Anh ấy sẽ nghĩ cách chuyển điện năng sang cơ thể của người khác. Khi đó anh ta sẽ giống như cục pin sạc quá mức bị nổ tung. Hai người phối hợp như vậy, người điện bị Spider-Man dẫn đến đúng vị trí thích hợp. Spider-Man dùng sợi tơ nhện để nối lại lưới điện bị ngắt. Vanger thì khởi động nguồn điện. Bằng cách này, Spider-Man đã dùng sợi tơ nhện để truyền toàn bộ điện năng sang người điện. Mấy phút sau người điện quả nhiên như họ đã dự đoán, liền bị nổ tung, biến mất khỏi thế giới này. Thế giới đều bất công như vậy. Vốn dĩ có thể trở thành một anh hùng dị năng, nhưng lại bị bôi đen vì mọi người hiểu nhầm, đi đến cái chết. Nếu như mấy người kia từ đầu có sự bao dung một chút, đừng nói những lời ác ý, thì người điện đã được Spider-Man thuyết phục rồi. Hai người cũng sẽ trở thành bạn.
cùng nhau bảo vệ quê hương. Các bạn cảm thấy thế nào? Được rồi, hẹn gặp lại lần sau nhé.